Ok, Piano TV xin chào mừng các bạn đến với video cuối cùng về đoạn khúc âm nhạc trong giáo trình Method Rose được dựng video trong series hướng dẫn học piano theo pháp Method Rose hay còn gọi là phương pháp hồng của Ernst Vanderbilt, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới. Của Method Rose này, Piano TV có để dưới phần mô tả cho bạn nào chưa có. Các bạn cứ tải về, mở ra trang 115. Nó là đoạn khúc Le Roi Dagobert mà các bạn mới vừa nghe. Ok, mình chém gió tiếng Pháp vậy thôi chứ mình thực ra mình không biết gì về tiếng Pháp hết. Các bạn đừng có nghe ha. Cái bài này thì nó là cái bài cuối cùng. Sau cái bài này trong cuốn Method Rose thì là các âm giai trưởng và âm giai thứ có dấu thăng, dấu dáng. Thì các cái âm giai ở sau đó nó chỉ là cái để các bạn tham khảo và các bạn sẽ phải luyện từ bây giờ, từ lúc mà các bạn coi video này cho đến tới khi các bạn ra nghĩa địa nằm hoặc là vô cái lò tro ha. Ok, có nghĩa là các bạn sẽ phải luyện suốt đời đó. Rồi, ok, cái bài này thì nó khá là dài và nó có 3 dòng nhạc cho nên mình sẽ hướng dẫn rất nhanh. Tuy nhiên cái đoạn nào mà các bạn thấy nhanh quá thì các bạn cứ dùng tính năng phát chậm lại của YouTube để làm cho nó chậm hơn, để các bạn vừa nhìn nốt chảy xuống, vừa nhìn nốt trên phím đàn, chân vừa dậm nhịp, miệng thì hát nốt theo, phối hợp với tay trái, các bạn rất khủng khiếp, làm một lần tới 5-6 chuyện lận, cố gắng lên. Và các bạn cũng loading được khoảng 99% của cuốn Method Rose rồi, chỉ còn 1% nữa thôi, các bạn bắt buộc phải vượt qua ha. Đừng có bỏ nha, bỏ nó sẽ uổng lắm nguyên cái công sức từ lúc tới giờ. Cố lên. Rồi, bây giờ sẽ là cái tay phải. À không, trước hết mình sẽ nói sơ về cái bài này. Cái bài này thì đầu tiên các bạn nhìn vô các bạn thấy là nó có một dấu thăng xuất hiện ở nốt pha. Toàn bộ nốt pha trong bài này phải thăng lên. Không được đờn pha thường. Ok, đó là chuyện đầu tiên. Chuyện thứ hai, bài này viết ở nhịp 6-8. 6-8 có nghĩa là mỗi nhịp sẽ có 6 phách, mỗi phách tương đương với một nốt móc đơn. Tuy nhiên, một nốt móc đơn trong nhịp 6-8 các bạn sẽ phải dậm một chứ không có tính là một nửa. Nó có nghĩa là mỗi nhịp có 6 phách, có nghĩa là 1 2 3 4 5 6. Khi mà các bạn dở chân lên để chuẩn bị dậm cái phách đầu tiên thì đã được tính là một nửa rồi. Dậm xuống là một nửa khác. Hai cái một nửa cộng lại thành một. Ok các bạn phải rõ ràng. Nửa một, hai, ba. Nửa một, nửa hai, nửa ba, nửa bốn, nửa năm, nửa sáu. Khi mà dở chân lên là tính một nửa rồi đó. Ok. Rồi, cái bài này thì nhìn vô tiếp theo các bạn sẽ thấy cái dấu yêu cầu lặp lại là cái dấu có một vạch vạch đậm, một vạch lợt và có dấu hai chấm. Thì đó là cái dấu xác định cái đoạn bắt đầu lặp lại. Rồi, khi mà các bạn nhìn thấy cái dấu đó thì các bạn đờn bỏ qua luôn. Khi mà các bạn đờn tới cái dòng nhạc thứ ba, các bạn thấy cái dấu hai chấm rồi một nét mảnh, một nét đậm thì các bạn có nghĩa phải hiểu rằng cái dấu này là cái dấu yêu cầu lặp lại. Thì các bạn khi thấy dấu này các bạn sẽ quay trở lại cái dòng nhạc đầu tiên. Cái âm nhịp cuối cùng của âm nhạc đầu tiên chính là đoạn bắt đầu của đoạn lặp lại. Cái chỗ bắt đầu của đoạn lặp lại. Đờn 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 lại cái đoạn này cho tới khi các bạn gặp cái dấu hai chấm nét mảnh và nét bự lần hai thì các bạn bỏ qua luôn, tôi đờn lại rồi. Bỏ qua luôn. Rồi sau đó các bạn mới đờn bốn âm nhịp cuối cùng để hết bài. Ok ha các bạn. Rồi. Bây giờ sẽ là tay phải cho bài này. Tay phải thì ngón giữa sẽ vô cái nốt C này. 2, 3. C, 2. La, la, 2. Son, son, 2, 3. La, 2, 3. Si, do, si, la, son, la, 2, 3, 4, 5. Rồi, ở phách thứ 6 các bạn sẽ vô nốt C và nốt C này là chuẩn bị vô cái đoạn yêu cầu lặp lại. C, C, rồi vô đoạn yêu cầu lặp lại rồi đó. La, la, 2, son, hết dòng nhạc trên, xuống nhạc dưới. Son,
hai ba, la hai ba, si đô si la son la son, hai ba bốn năm. Ngay cái nốt son này và nốt la ở dòng nhạc trên, tại sao mà tác giả không có viết cái nốt trắng luôn cho nốt son ở dưới này mà đang bấm, mà lại phải là một nốt đen dấu chấm rồi kéo dài qua một nốt móc đơn khác? Xin thưa các bạn là cái bài này viết ở nhịp 6-8 và cái cách tính nhịp nó sẽ khác so với cái nhịp 3-4, nhịp 2-4 hay nhịp 4-4 mà các bạn đã từng gặp. Cho nên là cái cách tính này nó khá là phức tạp, cho nên là mình sẽ không có nói trong cái video này. Các bạn chỉ cần biết là trong bài này mỗi một nốt móc đơn tính một, cho nên khi mà các bạn gặp cái nốt đen thì các bạn sẽ phải dậm hai và có dấu chấm, nó tương đương với một nốt móc đơn khác thì các bạn sẽ phải dậm ba khi các bạn gặp dấu móc nốt đen và có dấu chấm. Ok, 2 3 son, 2 3 kéo dài qua tiếp cái nốt son tiếp theo, là nó kéo dài chứ không phải là đờn cái nốt son hai lần nha các bạn. Son 2 3 hết nốt đen dấu chấm, kéo dài qua thêm nốt son 4, rồi phách thứ 5 mình mới vô cái nốt son thứ 3 ở giữa. Son la si, qua nhịp khác, si si đô rê la, hay la la son la, hết dòng nhạc thứ 2, qua dòng nhạc thứ 3, si hay si si đô rê la hay la la. Ồ, ngay cái nốt la này có một cái ký hiệu khá là đặc biệt, các bạn chắc ít khi gặp. Cái dấu này là cái dấu gọi là dấu mắt ngỗng. Dấu mắt ngỗng có ý nghĩa là các bạn sẽ kéo dài cái nốt la này cho tới Tết Congo cũng được, rồi sau đó các bạn sẽ quay lại các bạn đờn cái nốt si. Cái nốt si tại vì trong cái đoạn này nó còn nốt si, và còn nốt si này thì các bạn sẽ quay lại cái dòng nhạc đầu tiên để đờn tiếp cái đoạn lặp lại. Mình nói chơi chơi về cái Tết Congo vậy thôi, chứ nước Congo không bao giờ có Tết, cho nên là các bạn sẽ chờ suốt đời. Đừng có kéo dài đến chờ suốt đời nha, chỉ cần kéo dài khoảng 1-2 phách là được rồi. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ giữ lại cái nốt la này và mình sẽ đờn quay lại cái ô nhịp cuối cùng của dòng nhạc đầu tiên. La 2 la la mắt ngỗng. Rồi, nghỉ một tí. Nghỉ một tí nhưng mà cũng phải giữ nốt nhạc nha các bạn. Rồi, nghỉ xong rồi quay lại đờn nốt si. Si si, quay lại cái nốt si ở phía ô nhịp cuối cùng của dòng nhạc đầu tiên. Si si hai la la hai son son hai ba la hai ba, si đô si la son hai ba bốn năm, son hai ba bốn, son la si hai, si si đô rê la hai, la la son la si, si si đô rê la la. Rồi gặp dấu mắt ngỗng lần hai, các bạn sẽ nghĩ tiếp tới Tết Congo, và sau khi Tết Congo có Tết rồi quay lại đờn nốt si, xong cái đoạn yêu cầu lặp lại. Rồi Tết Congo xong, si si, rồi ra khỏi cái đoạn yêu cầu lặp lại rồi, nốt si này nè, la la hai son son hai ba, la hai ba, si đô si la son hai ba bốn năm sáu, hết. Ok, khi đếm cái phách thứ sáu đó thì bên tay trái đang có một cái dấu mắt ngỗng khác, có nghĩa là các bạn sẽ giữ cái tay trái cho tới Tết Congo lần hai, rồi các bạn sẽ quay lại bỏ ra ha. Ok. Bây giờ sẽ là cái tay trái cho nguyên cái bài này. Cái bài này nó khá là dài, cho nên là các bạn cứ dùng tính năng phát chậm lại hoặc là dùng cái menu ở dưới description để các bạn tua nhanh đến cái đoạn mà các bạn đang muốn tập ha. Vô nè, 2 3. Phát đầu tiên tay trái không làm gì hết. Để ngón út vào nốt son. Si si hai la la hai ba. Si si la la hai ba. Si tay bấm nốt son mà miệng hát nốt xí. Các bạn đừng có nghe đờn sĩ hát hay nhất thế giới hướng dẫn hát nha,
anh ta đang hướng dẫn đờn. Ok, làm lại nè. C C hai à, nốt C là của cái tay phải, anh ta bấm cái tay trái nốt thon. C C hai ba, Re hai ba, C hai ba. Thôi làm lại chậm hơn và không có đùa giỡn nữa nè. Hai ba, tay phải C C, tay trái vô nốt son. C C hai ba, Re hai ba, C hai ba, Re hai ba, son hai ba, Re hai ba. Chuẩn bị vô cái yêu cầu lặp lại nè. Fa hai ba, Re hai ba. Cái phách thứ ba của cái nốt Re chuẩn bị vô này thì các bạn sẽ phải dở lên, có nghĩa là không có tròn cái phách thứ ba của nốt Re này mà phải là nghỉ chứ không có ngân nha. C hai ba, Re hai ba. Cái phách thứ ba là các bạn phải dở tay lên ha. Làm lại nữa từ đầu. Tay phải C C hai ba, Re hai ba, Sò C, Re hai ba, Son hai ba, Re hai ba, Fa hai ba, Re hai ba. Rồi vô đoạn yêu cầu lặp lại. Son hai ba, Re hai ba, Si hai ba, Re hai ba, Son hai ba, Re hai, Son hai ba, Re hai, Do Si Re Si Son. Rồi, ok. Cái nốt son này thì các bạn sẽ không có ngân ra hai ba mà các bạn phải phải nghỉ hai ba. Rồi làm lại nè. Cái dòng nhạc thứ hai nè. Si hai ba, Re hai ba, Son hai ba, Re hai, Do Si Re Si Son hai ba. Ok ha các bạn. Rồi tiếp tục theo nhịp cuối của dòng nhạc thứ hai. Son hai ba, Re hai ba, Fa hai ba, Re hai ba. Đó là xong dòng nhạc thứ hai, xuống nhạc thứ ba. Son hai ba, Re hai ba, Fa hai ba, Re hai ba. Rồi cái phách thứ ba này cũng vậy, nó có là cái dấu lặng đơn cho nên các bạn sẽ phải nghỉ. Son hai ba, Re hai ba. Ok, rồi gặp dấu yêu cầu lặp lại, quay lại cái đoạn dòng nhạc đầu tiên, cái ô nhịp cuối cùng vô lại nốt son. Son hai ba, Re hai ba, Si hai ba, Re hai ba, Son hai ba, Re hai, Do Si Re Si Son hai, Son hai ba, Son hai. Thôi làm lại nè. Từ cái nhịp cuối cùng của dòng nhạc 1. Son 2 3 Re 2 3 Si 2 3 Re 2 3 Son 2 3 Re 2 Do Si Re Si Son 2 3. Ngay chỗ này các bạn phải nhớ là Son 2 3 nha. Phải ngân 2, nghỉ 2 3 chứ không có ngân 2 3 nha. Son 2 3. Rồi vô nhịp tiếp theo. Son 2 3 Re 2 3 Fa 2 3 Re 2 3 Son hai ba, Re hai ba, Fa hai ba, Re hai ba. Rồi gặp cái dấu hai chấm, báo cáo là tôi mới vừa đờn lại rồi, ông đi ông kiểm tra đi, bây giờ tôi qua nha. Qua đờn tiếp tục. Son hai ba, Re hai ba, Si hai ba, Re hai ba, Son hai ba, Re hai, Do Si Re Si Son hai ba. Gặp dấu mắt ngỗng nghĩ tới Tết Congo. Rồi xong, bây giờ sẽ ghép hai tay cho nguyên một bài này và ở tốc độ rất chậm, và mình cũng sẽ ngưng ở khoảng giữa giữa để các bạn tập theo và các bạn sẽ nghe mình giải thích ha. Hai ba. Hết dòng nhạc trên xuống nhạc dưới. Son hai ba, La hai ba, Si.
Rồi, ngay chỗ này các bạn rất là có xu hướng sẽ đờn hai cái nốt này bằng hai ngón giữa luôn đó. Cố gắng tay phải đờn bằng ngón giữa, tay trái đờn ngón út vô nốt son nha. Si do si la son la son. Hết dòng nhạc thứ hai, xuống nhạc thứ ba. Si hai, si 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 do re la hai, la la. Rồi hai ngón trỏ và ngón cái đều thấy dấu mắt ngỏng. Rồi nghỉ tiếu, nghỉ xíu tới khoảng Tết Congo. Rồi cuối cùng Congo cũng có Tết rồi, mình sẽ đờn tiếp. Si, rồi gặp cái đoạn yêu cầu lặp lại, quay lại đờn từ cái ô nhịp đầu, ô nhịp cuối cùng của dòng nhạc đầu tiên. Si si hai la la hai son son hai ba la hai ba si do si la son la son. Gặp dấu mắt ngỏng, nãy nghỉ rồi, giờ nghỉ tiếp. Rồi sau khi nghỉ xong rồi, đờn tiếp nốt si. Gặp cái dấu yêu cầu lặp lại, nói với ông là tôi mới vừa đờn lại rồi, ông đi kiểm tra đi. Rồi kiểm tra xong rồi, qua. Si, si, hai, la, la, hai, son, son, hai, ba, la, hai, ba, si, la. Thấy dấu mắt ngỏng của bên tay trái, tay phải thả ra, tay trái cứ bấm vậy cho tới khi nào mà các bạn đói bụng đi ăn cơm. Rồi ok, bây giờ sẽ ghép lại hai tay tròn trịa và sẽ không có ngưng giữa chừng để giải thích. Các cái dấu biến cường thì các bạn cứ tập cho thuộc, rồi các bạn sẽ tính tới chuyện đờn cho ra sắc thái của dấu biến cường ha. Bởi vì cái dấu biến cường nó khó và nó cũng rất là dễ. Nó y như là kiểu đạo hàm tích phân trong môn toán vậy đó. Các bạn sẽ phải làm được trước 1 cộng 1, rồi 2 nhân 2, 4 chia 2 đồ, rồi các bạn mới tính tới chuyện làm đạo hàm tích phân. Thì cái này nó cũng y chang vậy đó. Các bạn sẽ phải đờn được đi đã, đờn thuộc đi đã, rồi mới tính tới chuyện là đờn ngay cái chỗ đó mình sẽ thả cảm xúc gì vô để nghe cho nó hay, nghe cho nó thuyết phục, nghe cho nó khơi gợi trong người nghe. Ok ha các bạn, người nghe sẽ không có cảm xúc gì khi mà các bạn đờn sai đâu. Ok, đờn đúng đã, đờn cho được đã, rồi mới thả cảm xúc vô. Ok, làm lại từ đầu tròn bài. 2 3, làm lại đó, tự nhiên cái mình quên ngang. Ok, đó là nguyên một bài Lời Hoa Dagobert, Vua Dagobert. Video cuối cùng về đoạn khúc nhạc trong series video hướng dẫn học piano theo phương pháp Method Rose, hay còn gọi là phương pháp hồng của Ernst Vandervelde, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thế giới. Ok, đó là xong cái video K115. Và sau cái video này thì sẽ là một video khác nói về các âm giai trưởng có dấu thăng và dấu dáng. Thì
Các bạn đã loading được 99% rồi, chỉ còn một video tiếp theo để coi trưởng và gián nữa là các bạn sẽ xong cuốn Method Rules. Ok, xong được cái cuốn Method Rules này thì các bạn có trình độ rồi, có thể đờn nhạc đời được rồi. Tuy nhiên các bạn sẽ cần phải học thêm cuốn Essor để các bạn nâng cao hơn, các bạn sẽ chơi đờn có cảm xúc và thuyết phục người ta hơn. Ok các bạn, chuyển qua học Essor đi. Chúc các bạn tập bài này thành công, và sau khi tập thành công thì cũng sẽ quay một cái clip đăng lên YouTube Shorts, TikTok hay là Instagram, Facebook Reels để thể hiện tôi học xong cuốn Method Rose rồi nè. Có ai làm được như tôi chưa? Thể hiện đi. Ok, chúc các bạn tập thành công. Bye bye, see you again. Nhớ cho mình một like, một comment và một share cái playlist hướng dẫn video Method Rose này nha. Cảm ơn các bạn.